chuỗi chuyện ma sẽ cấp cứu theo lời kể của thành viên diễn đàn VOZ. Câu chuyện vui thôi đừng vui quá. Trung tâm gọi. Mùng 2 tháng 9 có kế hoạch trực song song với bên 115. Em có tham gia được không? Bình thường chú, con rảnh mà. Thật sự thì mình có hẹn đi Nha Trang với bạn gái, nhưng trung tâm gọi thế thì sao mà không nhận được. Phải hồi kèo lại em nó thôi, chứ biết sao giờ. Ba giờ. Rạng sáng ngày mùng 1 tháng 9, sửa soạn đồ đạc đầy đủ, xách xe lên trung tâm 115 trực sẵn. Sắp xếp chung ekip của mình gồm hai bác sĩ, một nam, một nữ. Bác sĩ nữ xinh, trắng, dễ thương và một nữ y tá nữa. Lại là y tá nữ. Thầm nhủ: số mình tốt ghê, toàn gặp nữ xinh đẹp. Trực cả ngày mùng 1 tháng 9 thì cũng chạy loanh quanh, nhưng đến đêm mùng 2 tháng 9 thì đúng kinh, toàn tai nạn xe máy, những ca nặng không. Chiều tối ngày mùng 2 tháng 9 cho đến sáng mùng 3 tháng 9, sơ sơ cũng gần 40 ca cấp cứu nội và ngoại thành của thành phố. Đa số tai nạn gây ra là do say xỉn. Vừa có va chạm hai xe máy tại vòng xoay ngã 6 Dân Chủ, xe Tri Hội Nhân Hòa chuẩn bị lên đường. Tiếng bộ đàm vang lên. Ra đến hiện trường thì thấy hai xe máy nằm chồng lên nhau. Cảnh sát giao thông cũng đã có mặt. Ba người gồm một trung niên, một phụ nữ, một sửu nhi đang nằm trên đường. Nam thanh niên mùi rượu nồng nặc đã gãy một tay, xương trồi cả ra ngoài. Người phụ nữ thì gãy một chân. Người đàn ông trung niên chỉ bị chảy sơ. Hiện trường cho thấy nam thanh niên đi từ Võ Thị Sáu ra với tốc độ bàn thờ, đâm ngay vào xe của đôi vợ chồng trung niên đi từ hướng Cách Mạng Tháng 8 ra. Sơ cứu xong, đem lên băng ca, chở thẳng vào Chợ Rẫy. Chờ xong ca này, về tới nơi cầm điện thoại, chưa ngồi lướt được bài nào trên mạng thì bộ đàm lại báo: Chi hội Nhân Hòa ra đường Tô Hiến Thành có tai nạn xe máy. Tại hiện trường, xe máy tông thẳng vào đuôi chiếc taxi, vỡ kính sau. Xe máy bị gập cổ lại, gãy làm đôi. Nam thanh niên cắm đầu vào đuôi xe taxi 7 chỗ. Khi phá kính lôi được ra ngoài thì mùi rượu nồng nặc, không cần phải đo nồng độ cồn vì sợ cao quá hư máy. Sơ cứu xong thì Chợ Rẫy thẳng tiến. Cao điểm nhất là 2-3 giờ sáng, 5 xe cấp cứu của 115 không chạy kịp, với xe của mình là 6 mà không tài nào làm kịp với các ca tai nạn. Toàn bộ 100% tai nạn đêm mùng 2 tháng 9 đều có nồng độ cồn rất cao trong máu.
Cá biệt, có một ca gần 2 giờ sáng, nam thanh niên va chạm với xe máy cùng chiều ở Võ Văn Kiệt, té xuống đập mặt vô gác chân sau xe bên kia, lòi một con mắt ra ngoài. Đêm đó Chợ Rẫy khoa cấp cứu hầu như phun giường do quá tải, phải luân chuyển qua 115, vớt cả chục trường hợp. Làm trong ngành này mình biết, lễ, Tết, vui thì vui, nhưng đừng quá chén để xảy ra tai nạn đáng tiếc. Gì chứ tính mạng là trên hết nha mấy bác. Câu chuyện xe cấp cứu bất đắc dĩ. Mười một giờ đêm, sau khi tắm rửa chuẩn bị ngủ thì điện thoại reo. Alo. Một giọng thều thào cất lên. Cậu ơi, cậu làm ơn chở giúp con trai tôi về với, gia đình tôi khổ quá rồi. Sau câu nói là tiếng khóc ré lên rùng rợn. Thề với các bạn, mình xón ra quần. 11 giờ đêm ạ. Vâng, 11 giờ đêm. Gặp các bác thì các bác thấy như thế nào? Dạ cô ơi, cô bình tĩnh cô ơi. Cô ở đâu con cho xe chạy qua? Nó chết tức tuổi quá cậu ơi, nó hiền lắm. Nó chưa có xích mích với ai bao giờ cả. Cậu làm ơn chở nó về gặp nhà đi cậu ơi. Tiếng khóc đứt quãng pha trộn với tiếng nói tạo nên âm thanh cực kỳ rùng rợn. Bỗng nhiên có người khác giật máy. Anh ơi, anh cho xe qua chở anh hai em về An Giang được không anh? Nhà em khổ quá, không có tiền thuê xe dịch vụ. Đầu dây bên kia vang lên. Yên tâm, 15 phút nữa xe có mặt ở bệnh viện. Một lúc sau, mình gọi cho tài xế trung tâm. Alo anh Thương à? Anh gọi số này qua chở bệnh nhân hấp hối về An Giang nhé. Anh kẹt công việc bên từ thiện giáp phòng lạnh chưa xong em ơi. Tài xế nói. Dạ vậy em đi. Mình liền gọi lại số máy khi nãy. Thì giọng con gái đầu dây bên kia vang lên. Alo, anh đi chưa vậy anh? Chị cho em xin tên bệnh viện và mang giấy xuất viện xuống cổng chờ em tới. Không anh ơi, anh hai em không có ở bệnh viện. Anh cho xe qua Bình Hưng Hòa đúng không anh? Trời ạ, 11 giờ mấy gần 12 giờ đêm cho xe qua Bình Hưng Hòa. Mình đứng hình mấy giây thầm nhủ. Dạ chị. Tiếng dạ nhẹ re của mình đáp lời. Qua bãi đánh xe, mở hết đèn ưu tiên, đèn flash, đèn hông. Vẫn không làm mình hết sợ được. Mình gọi cho số lúc nãy. Chị ơi, em đang ở cổng, chị ở đâu? Anh làm ơn, vòng xe qua chỗ khám nghiệm tử thi đi anh. Dạ, vâng chị. Chạy vào trong thì đập vào mắt mình là hình ảnh bà mẹ đang ôm đầu quan tài, lăn lộn khóc lóc. Xung quanh là người bên nhà đồ, tiếng lóng gọi những người làm bên dịch vụ mai táng. Bước xuống xe mình hỏi. Mình chở gì vậy chị? Quan tài anh ơi.
Em gọi xe bên bệnh viện nhưng họ đòi 10 triệu. Nhà em không có khả năng. Anh làm ơn giúp giùm em. Gia đình em khổ lắm. Trong khu tẩm liệm lúc này, độc nhất một bóng đèn le lói, gió thổi đung đưa. Đèn làm không khí càng thêm ma quái. Bác nào ở khu Bình Hưng Hòa có thể xác nhận hộ mình là nó ghê rợn thế nào. Người bên nhà đổ bắt đầu làm công việc, mặc áo cho xác chết, đeo bao tay, đổ trà, bỏ kỳ vật theo. Nạn nhân Hưởng Dương, 39 tuổi. Bắt đầu khiêng quan tài lên xe, lăn bánh hướng về miền Tây. Khúc này mới đáng kể. Do xe chở quan tài, mình không chạy lạng lách được, mà chỉ nhanh thôi. Ai ở khúc này có thể ra kiểm chứng giùm mình. Khu cầu Cái Bường, Lấp Vò. Xe mình đóng 80 chỉ mở đèn, không còi. Trong quốc lộ hướng từ Cao Lãnh, hai vợ chồng trung niên phóng xe ra qua đường. Mình mở còi hết cỡ, giậm thắng lết bánh xe. Tiếng va chạm đụng bên mạn phải, người dân ùa ra xem. Nhưng quan trọng, hai vợ chồng không bị gì luôn mới kinh, chỉ bị hư xe, còn người không một vết chảy. Xin thưa, mình chạy 80 km/h, hai vợ chồng tông ngang hông xe mình luôn, nhưng không bị gì cả. Bác nào ở khu này ra hỏi biết ngay, vì người dân bu ra là hai vợ chồng đó dữ lắm. Còn lại hai bác, con đã mở đèn và còi ưu tiên xin đường cho kịp giờ về để chôn cất. Mình cất tiếng: "Thôi đi đi chú ơi, không có ai bị gì là được rồi." Tiếng của ông chủ quán nước ngay hiện trường lên tiếng. Thấy vậy, mình cũng không muốn đôi co làm gì, lên xe tiếp tục hành trình về phà Bắc Nang Gù để qua phà. Trên phà, mình hỏi cô bé em nạn nhân: "Anh bị sao vậy chị?" "Anh của em bị đâm chết anh ơi. Anh thiếu người ta 56.000 mà bị vậy. Trước đó là thằng kia đã nhắn tin rồi hăm dọa, lấy tay hoặc là đâm rồi. Chưa gì thì..." Cô bé nức nở: "Vâng, 56.000 tước mạng sống của nạn nhân, để lại thằng con trai 12 tuổi, con gái 6 tuổi. Đau lòng lắm, không thể tin được lại có chuyện đó." Khu vực quận 12, cách đây 3-4 ngày, bác nào trên quận 12 thì xác nhận hộ mình về vụ bị đâm này nhé. Chạy vào đường làng tầm 20 km thì tới nhà đã dựng sẵn rạp chở khiêng quan tài vào. Vợ nạn nhân mặt thất thần bước ra, ôm quan tài khóc nức nở cùng với mẹ chồng và hai đứa con. Cảnh tượng tang thương bao trùm bầu không khí. "Anh ơi, cho em gửi tiền xăng bao nhiêu vậy anh?" "Dạ, chị gửi bao nhiêu thì gửi ạ." Cô em quay qua quay lại, mượn người này người kia, gom góp được 1 triệu. Trong hoàn cảnh đau lòng như vậy, mình không cầm, xoay đi cố giấu nước mắt thương cảm. "Trung tâm không nhận tiền ca này, chị cất lo đám cho anh đi." Nói rồi, mình nhảy lên xe đi thẳng. Trên đường về, lòng nghĩ mông lung, sống nay chết mai, không biết trước được khi nào, phải cố gắng giúp những người như vậy. Đời là bể khổ,